nên biết khi giá điện tăng cao. Giá điện trung bình đã được điều chỉnh tăng thêm 8,36%, do vậy, trong những ngày hè nóng bức, cần có những cách sử dụng điện đúng cách và tiết kiệm tiền điện hiệu quả. Đa số mỗi gia đình đều sử dụng một vài thiết bị điện tử và đô gia dụng trong nhà, như điện thoại, máy tính, máy in, TV, lo vi sóng, theo trang Make Use chỉ tính riêng máy tính, máy in và router wifi đã chiếm khoảng 25% hóa đơn tiền điện, theo tính toán của Bộ Công Thương tiền điện phải trả thêm của mỗi hộ gia đình sau khi giá điện tăng là 7.000 đến 77.200 đồng trên tháng nếu sử dụng dưới 400 số điện kWh. Vậy làm thế nào để bớt lãng phí điện? Dưới đây là một vài mẹo sử dụng để tiết kiệm tiền điện hơn cho người dùng. 1. Tận dụng ánh sáng tự nhiên. Nếu căn nhà có cửa sổ thì người dùng nên sử dụng ánh sáng tự nhiên như là một công cụ làm sáng căn nhà của mà không cần sử dụng bất cứ thiết bị chiếu sáng nào cả cố gắng để sắp đặt nơi làm việc sao cho ánh sáng tự nhiên tràn ngập bàn làm việc. Khi cần có thêm ánh sáng, người dùng nên sử dụng đèn bàn thay vì đèn gắn trên trần. Mua rèm cửa hoặc bành cửa màu sáng và không quá dày để ánh sáng bên ngoài có thể xuyên qua mà vẫn đem lại không gian riêng tư. Hai thay bóng đèn tiết kiệm điện. Các đèn sợi đốt gây hao điện giờ cũng đã không còn nhìn thấy trong hầu hết gia đình Việt, thay vào đó là đèn huỳnh quang tiết kiệm điện hơn nhưng hiện nay trên thị trường đã có loại đèn tiết kiệm điện hơn cả đèn huỳnh quang đó là đèn LED người dùng có thể tham khảo loại đèn này và trang bị cho nhà của mình, vừa có lượng chiếu sáng tốt mà còn tiết kiệm điện hơn nữa. 3. Tắt đèn khi không cần thiết Đây là cách rất đơn giản và thông dụng nhưng cũng rất hiệu quả để tiết kiệm điện. Người dùng nên bắt đầu chú ý xem trong nhà mở bao nhiêu bóng đèn cùng lúc, hãy tạo thói quen tắt đèn mỗi khi bước ra khỏi phòng. Ngoài ra nên lưu ý chỉ mở đèn khi cần thiết. Nhiều gia đình mở tất cả đèn trong nhà nhưng có những khu vực không cần đến mà vẫn mở đèn, thói quen xấu này trực tiếp làm hao tốn điện nhiều hơn. 4. Rút phích cắm khi không dùng đến. Nhiều thiết bị vẫn âm thầm ngốn điện khi ở trong chế độ chờ, do đó, khi không còn sử dụng, người dùng nên rút hẳn phích cắm ra khỏi ổ điện, ngay cả các loại đồ điện nhỏ như ấm pha trà cũng vẫn tiêu tốn điện mỗi phút được cắm vào ổ điện. Để tiết kiệm thời gian, người dùng có thể nhóm các thiết bị thường dùng vào cùng một ổ điện, đơn cử như PC màn hình và máy in. Tuy nhiên, có một số thiết bị bạn phải bật liên tục như router wifi, tủ lạnh, camera giám sát. Năm dùng giải pháp điều hòa nhiệt tự nhiên. Với thời tiết Việt Nam vào mùa hè, đa số các gia đình đều phải mở quạt, máy lạnh cả ngày, làm hóa đơn điện hàng tháng tăng cao. Thay vì cứ lệ thuộc vào máy lạnh, quạt gió thì người dùng nên tìm cách làm giảm nhiệt cho căn nhà tốt hơn bằng những phương pháp đầu tư một lần, nghĩa là chỉ cần làm một lần thôi và hiệu quả sẽ đi theo gia đình trong thời gian rất dài ví dụ như gắn miếng dán cách nhiệt cho cửa sổ, chân nhà, sơn cách nhiệt hay trồng cây xung quanh cũng là biện pháp hữu ích để giúp căn nhà của người dùng mát hơn, dễ chịu hơn, từ đó hạn chế sử dụng máy lạnh đi. 6. Mua các thiết bị có tính năng tiết kiệm điện Đa số các thiết bị đời mới hiện nay đều có tính năng tiết kiệm năng lượng. Tất nhiên, việc thay thế các thiết bị cũ trong nhà như bóng đèn, tủ lạnh, máy lạnh, ban đầu sẽ ngốn không ít chi phí của người dùng. Tuy nhiên, đổi lại việc này sẽ giúp tiết kiệm tiền điện trong tương lai. Khi mua một thiết bị điện tử mới, người dùng nên tìm nhãn năng lượng như Energy Star hoặc U-Energy cho các thiết bị gia dụng. Ví dụ, các sản phẩm được dán nhãn Energy Star sẽ sử dụng khoảng một nửa điện năng so với các thiết bị tiêu chuẩn. Khi mua máy tính mới, hãy xem xét đến việc mua laptop thay vì máy tính để bàn. Tương tự, máy in full sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn tới 90% so với máy in laser và màn hình LCD sẽ chỉ tốn khoảng 1 trên 4 lượng điện so với màn hình CRT cũ. Như Quỳnh, Nguyễn Quang